Nhiễu xuống á, nó chấm chấm nhiễu xuống sắp bị rồi sơn luôn quên nó bây giờ chị Ngân việc đẹp bây giờ chị Hân nó mày giỡn mặt chị ha rồi tiếp tục đâu có chồng bá rồi hay được là rồi sợ được rồi được rồi có chồng được bá hay rồi sợ không có súng chồng 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 sợ tao chứ mình sợ rồi tiếp tục nha cầm bắt đầu từ đây cầm đại đẩy lên từ từ đấy ở đây mình cũng đẩy xuống đây từ từ ha để cho nó đừng có động nhiều ở đây ha là mình chùi ra xong tiếp tục mình lấy màu tiếp bớt đây cho cục này ấy đây cho nó đừng chảy vào đây cho nó dồn lên đây đó tới nhũ nè dạ nhiều kỹ thuật lắm chị nhiều nhiều kỹ thuật lắm nhiều kỹ thuật vẽ lắm chủ yếu làm vẽ đem tạo cái vân á tạo cái đường vân cho đẹp rồi tiếp tục tới màu gì đi còn màu gì chưa dơ lên nữa ok xong chưa 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 mà mình vẽ đầu cong sao mình hơ đèn trước khi đèn đây giùm tao một cái đi để mày nhìn đó nguy hiểm lắm đó bữa mình học vẽ cái đường tròn rồi đúng không đó vô cái đầu của nó ha xong giờ mình lấy cái màu đỏ của nó em ca đó hả em cho màu này tươi tươi hơn không lấy bảo đỏ tươi đúng là đỏ tươi đẹp hơn ha rồi ngồi mình nói mình hơi đèn khô mình châm mắt ok khi nào học học châm mắt cho nó rồi đó xong hơi đèn